sẽ đọc một bài thơ. Bài thơ gì nhỉ? Hạt gạo làng ta. À, hạt gạo làng ta. Xin mời bạn Dũng. Dạ. Bạn Dũng đọc thơ đi. À thế này, thế ai dạy con đây? Lớp. Thế à? Lớp. À thế con đọc lại một lần nữa bố nghe xem nào. Vâng. Nào đọc lại xem nào. Hạt gạo làng ta có vị xù xa của sông Kim Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát hạt bụi hôm nay. Hạt gạo làng ta có báo tháng 7, có mưa tháng 3 mồ hôi ra, những trưa tháng 6 nước lu ai nấu, chết cả cá cờ quăng ai lên bờ, mẹ em xuống cái. À hoan hô bạn bún bạn anh bo nhỉ, bún thế anh bo thế là giỏi không? Giỏi quá nhỉ. Bố mẹ biết hát chủ đề. Thế là ai dạy con? Con nào? À thế à? Ở thế có bạn nào học thuộc được không? Ừ, giỏi. Thế sao về nhà không thấy các bạn cứ bảo là có vị xấu xa, con bảo có vị xấu xa. Đúng rồi, có vị phù xa. Phù xa nhưng mà có vị xấu xa đâu. Đúng rồi. Ở lớp có mấy bạn bảo là có vị xấu xa. Không phải nhỉ. Yeah. Ừ, đúng rồi. Ở lớp